Trời, buổi sáng nha, tin dậy chưa? Cái gì hả? Bây giờ là 11 giờ rồi, tôi không tin, lên Sky cho tôi lẹ lên. Yeah, cho mượn bớt tiền của anh được không? Từ giờ hả, tiền của anh cũng là tiền của em. Anh mà muốn xài tiền á, thì có ý kiến em luôn nha. Không, anh chỉ được quyền chọn một thôi, em hay là mẹ anh. Em hay hy vọng hay giấc mơ của anh? Giờ sao, em hay là con Ngọc Trinh hả? Em hoặc anh. Đẹp không cưng, 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 dễ thương không nè. Hôm em đi mua sắm chị lẹ, tụi em ghé qua chợ Bà Chiểu á, hai đứa ăn bốn dĩa bánh bột lọc xong. Trời ơi, ghê lạ, cô này lạ lắm. Thầy cưới thôi, lạ đi, anh thôi. Anh không có ra, em chỉ hai thôi một tí nha. Nhiều quên lắm, anh cũng bắt em, anh còn lo nè. Trời, cái gì lạ, anh không ơi, ngủ rồi hả, đàn ông đừng ngủ sớm như vậy, kể này nghe nè. Vậy để tôi ngủ coi. Thế thì à, nếu muốn cưới em á, thì anh phải chuẩn bị sẵn sàng nha. Muốn làm vậy của tôi, anh phải trả hết tất cả chi phí cho tôi. Anh thấy tay anh trống không? Cần có những kim cương đó. Nha. Tiền ăn nè, tiền học nè, chi phí sinh hoạt nè. Mà thực ra anh nghĩ lại rồi, anh chỉ cần đưa em 50 triệu mỗi tháng là được rồi, không cần nhiều đâu. Rồi tiền mua điện thoại nè, rồi trả luôn tiền vay cho anh gậy cũ của em nữa. Ăn gì á, bây giờ làm sao giờ? Thiệt tình, tôi không hiểu tại sao tôi lại yêu anh nữa. Một thằng lùng, bụng phệ, không có sáu múi. Tôi không hiểu tại sao nữa. Bây giờ tôi là số 1 ở đây đó nha. Mẹ anh, em gái anh, con mèo cái nhà anh cũng không bằng tôi đâu đó nha. Hiểu không? Anh ơi, mình mất Facebook đi anh. Tối qua nha, 1 giờ sáng nha. Anh nói anh ngủ, mà sao tôi thấy anh like Facebook con nhỏ nào đó? Vậy là sao hả? Trời đất ơi, cái này của ai hả? Của con nào? Đập nè, đập tan nát luôn. Cưng á, mà lừa dối em á, thì em hứa, em cắt em nó cục ngủ nữa đó nha. Anh á, mà anh kêu tôi ngừng ăn á, để ớn gì mấy con người mẫu á, thì anh yêu mấy con đó đi. Anh không yêu con người thật của em sao? Cái gì? Tôi về mà nói tôi mập hả? Người eo óc gì mà nói mập hả? Anh nhìn lại anh đi, người như cụ thịt kho trứng nha. Xí. Con mình sẽ có đôi mắt to như em nè, mũi thon như em nè, mái mọng như em nè, ngực bự như em nè. Alo, cưng ơi, em nằm mơ á, em thấy con khác rồi. Giờ sao đi, giờ sao, giờ sao? Đó là dấu hiệu báo trước. Anh không muốn yêu em nữa hả? Em nói, em cắt em nó nè. Em biết, hôm trước em không chú ý đến anh đâu. Nhưng mà bây giờ em không có ai bên cạnh cả. Em muốn làm bạn gái của anh được không? Có gì đâu, nếu mà tôi cắm sừng anh trước á, chẳng qua là anh không đủ hấp dẫn với tôi thôi. Có gì đâu, nếu tôi quen người khác, anh chỉ là lựa chọn thứ hai của tôi thôi. Nói cho anh biết nha, tôi đang với anh thiệt đó, nhưng tôi muốn bỏ anh lúc nào cũng được đó. Khi nào tôi tìm được đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, cao ráo hơn anh, thì em biết tay tôi nha. Tôi chán thành hình sáu múi trong một của anh lắm rồi. Vậy nha, tôi đi coi timeline đây. Sao cố thôi. Alo, ông đó hả? Trời trời, tôi nói ông nghe nha. Ông thích, ông Kích Cẩm Hường phải không? Bạn thân tôi đó. Cái gì? Ông hết thích nó hả? Vậy thôi. Alo, bà hả? Cẩm Hường phải không?
Tôi nói bà nghe chuyện này nha, đừng nói ai nghe nha. Ông Lâm á, ông hết thích bà rồi. Biết sao không? Tại bà thì xấu như còn mập nữa đó. Vậy ha, bye. Anh thấy giờ này đẹp không? Quá đẹp. Đẹp hả? Ừ, đúng rồi, đẹp. Cưới nó luôn đi. Mẹ của anh thì ấm nhân nhất, ba của anh thì đen thui. Cả nhà anh xuống quê mùa quá, không ai như tôi hết. Tôi toàn đến Vinh Cơm, Diamond. Còn nhà của anh, cái tới đầm sen gặp dịch quá. Sao anh có thể có cái kinh đó nhở? Chán hờ mà. Hay chứ nào á. Ước mơ và sở thích của anh chán quá vậy. Tối ngày cứ lên YouTube mà sao? Chẳng có tương lai gì đâu. Như em, mình chụp hình, lại chụp hình, cái gì không thú vị không sao? Em nói cho anh biết nha, con nhỏ đó chẳng ra cái gì cả. Nó chỉ sinh ra trong gia đình giàu có. Em đi, em sinh ra trong nhà có đi. Tức quá mà đi. Trời ơi, em không chịu đâu. Con nhỏ đó có nhiều like hơn em nữa. Anh phải mua like đi, mua cho em lẻ nha. Sao anh bớt hình lên Facebook mà không tát em vô gì hết vậy? Thiệt hả?